Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với phần tin tổng hợp của đài truyền hình IBCTV. Tiếp theo là những bản tin trong phần tin Hoa Kỳ. Bản tin mở đầu cho hay cảnh sát cho biết thợ lặn đang tìm kiếm con sông nơi đặt xe của nghi phạm của vụ nổ súng ở Maine. Hàng trăm nhân viên chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang tiếp tục khám xét thành phố Lewiston và các khu vực xung quanh Maine vào hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 10 để tìm một người đàn ông bị truy lùng liên quan đến vụ xả súng hàng loạt tại một quán bar và một sân chơi bowling đã khiến cho 18 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Các quan chức thực thi pháp luật đang truy lùng ông Robert Card, 40 tuổi, là đối tượng bị truy nã. Ủy viên an toàn công cộng Maine là Mike Sawchuk đã nói trong một cuộc họp báo rằng các thợ lặn đang tìm kiếm một con sông địa phương cùng với các đội tìm kiếm trên không để tìm manh mối có thể dẫn đến việc bắt giữ ông Card. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng một bản tin của cơ quan thực thi pháp luật ở Maine đã xác định Card là một người hướng dẫn sử dụng súng, đã được đào tạo và là thành viên của lực lượng dự bị quân đội Hoa Kỳ. Gần đây đã báo cáo rằng anh ta có các vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm cả việc nghe thấy giọng nói. Nó cũng cho biết rằng anh ta đe dọa sẽ bắn vào một căn cứ của lực lượng vệ binh quốc gia. Cơ quan thi hành pháp luật của Liên bang Hoa Kỳ tham gia tìm kiếm tay súng xả súng hàng loạt ở Maine. Các nhân viên thi hành pháp luật, bao gồm cả các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang FBI, đang sẵn sàng ở Maine cho một cuộc truy lùng đa bang nhằm tìm kiếm một nghi phạm vẫn đang lẩn trốn sau vụ giết chết ít nhất 22 người, làm bị thương hàng chục người trong một vụ xả súng bằng súng bán tự động, súng trường tự động. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng 6 giờ 56 phút tối giờ địa phương vào ngày thứ Tư tại sân chơi bowling Just In Time Recreation. Một thời gian ngắn sau đó, họ nhận được báo cáo về một vụ nổ súng tại nhà hàng Skagit Bar and Grill, cách đó khoảng 3 dặm ở Lewiston. Robert Card, 40 tuổi, một người hướng dẫn sử dụng súng đã qua đào tạo và là thành viên của lực lượng dự bị quân đội Hoa Kỳ, đã được xác định là đối tượng bị quan tâm. Lực lượng vũ trang hạng nặng đã đóng cửa một số con đường chính trong thành phố, đặt biển báo đóng dọc theo các con đường và kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các phương tiện đi qua có thể chứa chấp kẻ được cho là kẻ giết người, kẻ được coi là có vũ trang và nguy hiểm, và rất có thể sẽ nổ súng lần thứ ba. Hoa Kỳ cho biết một số công ty tài sản kỹ thuật số không làm đủ để ngăn chặn tài chính bất hợp pháp. Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 10 đã cho biết một số công ty trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đã không làm đủ để ngăn chặn dòng tài chính bất hợp pháp, một chủ đề đã được xem xét kỹ lưỡng sau các cuộc tấn công chết người ở Israel của nhóm chiến binh Palestine Hamas. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là Wally Adeyemo phát biểu tại một sự kiện ở London, cho biết đại đa số các tổ chức tài chính muốn giúp loại bỏ tận gốc việc tài trợ cho khủng bố. Ông cũng nói thêm, một số công ty đã không bảo vệ chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp cho những kẻ khủng bố và Hoa Kỳ sẽ hành động chống lại các công ty này. Vào tuần trước, Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm làm gián đoạn nguồn tài trợ cho Hamas, chỉ ra những người liên quan đến danh mục đầu tư của tổ chức này và sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Gaza cùng với các mục tiêu khác. Tin từ Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi nỗ lực khôi phục mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong ngày thứ Năm vừa qua kêu gọi nỗ lực chung từ Trung Quốc và Hoa Kỳ nhằm đưa mối bang giao song phương đi theo hướng tăng trưởng lành mạnh, ổn định và bền vững. Ông Vương cũng là thành viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra nhận xét này khi ông và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken xuất hiện chớp nhoáng trước báo chí trước khi cuộc gặp của họ được tổ chức ở tại Washington DC. Là hai nước lớn nhất trên thế giới, Trung Quốc và Hoa Kỳ có những khác biệt và mâu thuẫn, nhưng cũng chia sẻ những lợi ích chung quan trọng và đối mặt với những thách thức chung đòi hỏi họ cần phải cùng nhau giải quyết. Đó là lý do tại sao Trung Quốc và Hoa Kỳ cần phải có đối thoại. Không chỉ Trung Quốc và Hoa Kỳ có nên nối lại đối thoại, nhưng đối thoại cần có chiều sâu và toàn diện để hai bên có thể tăng cường hiểu biết lẫn nhau, giảm hiểu lầm và phán đoán sai lầm, không ngừng tìm cách mở rộng đồng thuận và theo đuổi hợp tác cùng có lợi thông qua đối thoại ổn định Trung Quốc,
Hoa Kỳ và đưa quan hệ song phương đi theo hướng phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững càng sớm càng tốt, trích dẫn lời của ông Vương đã nói. Nhà lập pháp đảng Dân Chủ Phillips chuẩn bị thách thức ông Biden để được đề cử Tổng thống. Đại diện đảng Dân Chủ Hoa Kỳ là Dean Phillips dự kiến sẽ chính thức công bố cuộc tranh cử sơ bộ chống lại Tổng thống Joe Biden cho cuộc bầu cử Tổng thống năm sau vào ngày thứ Sáu ngày 27 tháng 10 vừa qua tại New Hampshire. Ông Phillips năm nay 54 tuổi, đại diện cho một phần của Minnesota, là một trong số ít đảng viên đảng Dân Chủ được bầu ở cấp liên bang, đã công khai ủng hộ quy trình cạnh tranh để được đề cử tổng thống của đảng. Ông nói rằng ông lo ngại về khả năng đắc cử của ông Biden 80 tuổi và rằng đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới. Ông Phillips cho biết ông có thể không phải là người đối đầu với ông Biden do tên tuổi tương đối thấp và sự ủng hộ nhạt nhẽo của hầu hết các đảng viên đảng Dân Chủ chính thống. Nhưng ông đã nhiều lần từ chối loại trừ khả năng tranh cử. Kính thưa quý vị, tiếp nối sẽ là một vài giây phút cùng với chúng tôi điểm lược sơ qua những tin chính trong phần tin Á Châu và Việt Nam. Sau đó sẽ là phần bảo trợ thương mại. Xin quý vị Linh Trịnh và Minh Đăng cùng với ban tin tức sẽ quay trở lại ngay sau đó để gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài trình IBC TV. Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ người biểu tình ủng hộ Palestine ở New Delhi. Ngoại trưởng Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định trong suốt năm 2023. Đảng cầm quyền Thái Lan chọn người thuộc gia tộc Shinawatra làm lãnh đạo mới. Đầu tư nước ngoài và Việt Nam tăng trưởng mạnh nhờ các công ty xây dựng thêm nhà máy mới. Thiếu thuốc và vật tư y tế, bệnh nhân đành chịu chết.